Không còn trong những ngày cao điểm hành khách đi lại sau Tết, nhưng ít nhất 3 ngày qua, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh phải mòn mỏi chờ taxi. Ông Lâm Thanh Duy, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bực tức cho biết, suốt từ ngày 12 đến 14 tháng 2, ông đặt taxi công nghệ khó vô cùng. Bực nhất là những ngày này đã không còn là cao điểm đi lại sau Tết. Cứ đà này thì ảnh hưởng không nhỏ đến việc sắp xếp đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Duy, cuốc xe công nghệ gần đây nhất mà ông đặt là vào hơn 7 giờ ngày 14 tháng 2. Trên app cho thấy có tài xế nhưng lại hiện thông tin chờ tìm tài xế trong khu vực. Tuy nhiên, đặt đi đặt lại vẫn không có xe nào nên ông đành phải bắt xe ôm ở đầu hẻm. Riêng 3 ngày trước đó, sáng và chiều đi công việc bằng taxi, ông phải chờ chuyến nào ít nhất cũng phải 15 phút, dù quãng đường di chuyển chỉ tầm 4 km. Tương tự, phản ánh với chúng tôi, ông Nguyễn Hoài Thanh, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, 21 giờ ngày 13 tháng 2, vì có việc gấp, cả ông và vợ cùng đặt taxi công nghệ để qua quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ba mẹ ông đang ở vì ông bà đang mệt. Thế nhưng phải hơn 20 phút sau mới có tài xế nhận, nhưng lại báo 8 phút sau mới đến điểm đón. Không khác gì các hãng xe công nghệ, mấy ngày qua, nhiều hành khách gọi điện lên các tổng đài taxi truyền thống để đặt xe cũng gặp phải tình trạng chờ đợi. Theo ông Lê Văn Trung, tài xế xe công nghệ của hãng Grab, giá xăng tăng mạnh nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của tài xế. Tài xế rất ngại nhận những cuốc xe cự ly ngắn, giá cước ít, không thu được bao nhiêu so với chi phí nhiên liệu bỏ ra. Ngoài ra, do lực lượng tài xế hiện tại cũng chưa nhiều, họ về quê ăn Tết chưa lên kịp, nên tình trạng khan hiếm taxi là có. Đại diện các hãng xe công nghệ qua trao đổi đều xác nhận có tình trạng khách khó đặt xe. Các hãng xe công nghệ còn khẳng định tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa do vẫn còn thiếu tài xế. Đại diện hãng xe công nghệ Gojek cho biết nhu cầu đi lại của người dân đã trở lại bình thường, trong khi đối tác tài xế hiện không nhiều vì nhiều người về quê ăn Tết chưa trở lại. Đại diện hai hãng xe công nghệ là Be Grab cũng xác nhận vẫn còn thiếu tài xế nên việc đặt xe ở một số khu vực có nhu cầu đi lại cao bị thiếu hụt xe. Các hãng khuyến cáo để đi lại thuận tiện hơn, khách hàng không nên chỉ đặt một loại hình dịch vụ mà nên lựa chọn nhiều dịch vụ đi lại như 2 bánh, 4 bánh, từ xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ để nhanh chóng đặt được xe. Trong khi đó, hãng xe Vinasun cho hay do dịch bệnh nhiều nên đối tác tài xế cũng chưa thể hoạt động đầy đủ như bình thường. Hiện chỉ có khoảng 60%, 70% trong tổng số xe của hãng hoạt động trở lại. Do đó, chưa thể đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng đang tăng. Cũng theo Vinasun, trường hợp khách gọi xe qua tổng đài nếu có bị chậm, có thể chuyển sang hình thức đặt app của Vinasun để được đáp ứng nhanh chóng hơn. Giá cước cũng được thông báo rõ ràng trên app.